Thì hôm nay ấy, thì câu lạc bộ ấy cũng xin tặng em một cái đàn. Đấy. Mời Dương lên đây. Dương ấy là một bạn mà anh nghĩ là rất là yêu âm nhạc. Cho dù chúng ta có sinh ra ở đâu, hoàn cảnh như thế nào ấy, thì tình bạn và âm nhạc nó luôn luôn là mãi mãi. Cái chính ấy là tạo ra được giá trị cho cộng đồng. Đấy, nên là câu lạc bộ ấy cũng mong là qua cái việc này là tặng em một cây đàn để em ngoài cái việc để em học nhạc ra ấy, để mình còn cố gắng hơn nữa trong cuộc sống. Đấy, thì qua đây ấy là cũng lan tỏa cái thông điệp ấy là một người vì mọi người. Thì câu lạc bộ ấy xin tặng Dương nhá. Đây. Đấy, thì đây là một món quà mà câu lạc bộ thì tặng học bổng là tặng Dương một cái đàn guitar. Thì câu lạc bộ là chúc em sang năm mới ấy, thì cố gắng trong học tập, ra trường rồi và cống hiến, tạo ra giá trị cho xã hội. Ngoài việc câu lạc bộ ra thì còn có món quà của cá nhân nữa. Thì là bây giờ là anh Thành là thuộc team giáo viên tình nguyện, thì anh Thành sẽ lên tặng em một món quà cá nhân để dành riêng cho em nữa. Thì mời Thành. Mình trước đây cũng là một thành viên của câu lạc bộ và đã từng được nhận học bổng của câu lạc bộ. Mình ngày xưa cũng hồi mới vào câu lạc bộ ấy, mình cũng giống như tuyển bây giờ ấy, là mới vào thì được các anh tin tưởng thì có cho phụ trách một nhiệm vụ ở trong câu lạc bộ. Nhưng mà hồi đấy thì thực sự là mình đến với câu lạc bộ vì tình yêu âm nhạc và tình bạn thôi. Mình cũng chưa có đàn, mình cũng cũng phải đi mượn đàn giống như Dương bây giờ ấy. Nhưng mà các anh cũng đã biết và các anh cũng đã ưu ái là tặng cho mình một cái đàn. Về sau này khi mà mình đi làm, mình có tiền mình mua đàn mới thì mình cũng đã gửi lại cái đàn đấy cho câu lạc bộ để tặng cho một người khác. Đấy thì hôm nay thì cũng nghe các anh ở trong team giáo viên tình nguyện nói rằng là Dương thì chưa có điều kiện để mua một cái đàn, nên là các anh đã tặng Dương một cây đàn, thì mình cũng xin phép là tặng Dương một cái bao bao da cùng với cả một cái capo mới. Đấy thì mình để trong này để hai cái món phụ kiện này thì nó sẽ giúp Dương là đi sinh hoạt, thì có thể là mang đàn đi một cách thuận tiện này, với cả trong quá trình tập ở nhà thì có thêm capo nó làm cái món phụ kiện để mình chơi đàn được được dễ dàng hơn. Đấy, thì mình cũng mong rằng là mình làm cái điều này thì trước tiên là để gọi là một phần báo đáp lại những gì mà mình đã được nhận ở câu lạc bộ từ những năm trước đây, và thứ hai là mình cũng muốn lan tỏa những cái điều tốt đẹp đến cho tất cả mọi người. Đấy, thì người khi mà người ta chưa làm điều tốt ấy, thì người ta không bao giờ tin vào điều tốt cả. Nhưng mà khi người ta nhìn thấy có những người có những điều tốt đẹp trong cuộc sống này thì người ta sẽ có niềm tin, và người ta sẽ sau này khi mà có điều kiện thì người ta cũng sẽ làm việc tốt như mà như là các anh đã từng làm với mình trước đây và như mình đã làm với cả câu lạc bộ bây giờ. Đấy thì mình chúc Dương là sẽ có thể là tập đạt thật là tốt trong năm mới và gắn bó thêm có thêm nhiều niềm vui với câu lạc bộ nữa nhé. Điều đấy ai cũng bảo với mọi người ấy là em đam mê lắm, em đam mê em làm này hay là các thứ. Nhưng mà người ta không hiểu cái chữ đam mê là cái gì. Đam mê ấy, nó người ta đang lầm tưởng cái sở thích với cả đam mê. Vậy thì sở thích với đam mê khác nhau ở điểm nào? Sở thích ấy là bạn thích một cái gì đấy thôi. Còn đam mê ấy, là bạn thích một cái gì đấy và bạn hy sinh rất nhiều thứ cho cái thứ đấy. Thì sự hy sinh cộng với sở thích ấy, nó mới tạo nên sự đam mê. Cũng giống như tình yêu ấy, mình thích một ai đấy nhưng mình biết hy sinh cho người ta ấy, thì đấy mới là tình yêu. Nên người ta nói là tình yêu ấy, luôn luôn cần sự hy sinh vô bờ bến đấy. Và câu lạc bộ ấy, là luôn luôn là hy sinh cho mọi người rất là nhiều đấy. Cũng như tuyển ấy, đang giai đoạn thi đấy nhưng vẫn hy sinh thời gian, Thành vẫn hy sinh thời gian để đến đây. Nên là chúng ta là đều hy sinh và một cái gì đấy là vì vì người khác. Ở trên đời này cuộc sống là gì? Bây giờ ngẫm lại cuộc sống là cái gì? Cái chữ định nghĩa cuộc sống là gì? Sống là sống và là sống với người khác chứ không phải sống với bản thân mình. Bởi vì bản chất con người động vật bầy đàn mà không thể nào mà không có cái sự kết nối được, mà kết nối tốt nhất mà đẹp nhất đấy là sự yêu thương. Chào mọi người, thì mình đã tuyển. Hôm nay thì mình sẽ học về dấu lặn.
Dấu lặng thì cũng giống như các nốt nhạc, thì mỗi nốt nhạc sẽ có một dấu lặng tương ứng. Ví dụ đây là nốt tròn thì mình sẽ có dấu lặng tròn là tương ứng, và cái trường độ của nó sẽ bằng nhau. Ví dụ nốt tròn là 4 phách thì cái dấu lặng này thì mình cũng phải nghỉ đủ 4 phách. Cái nốt tròn ấy, đây là cái cách viết của nốt tròn khi mà mình ký âm ở trên bản nhạc, thì nó sẽ được viết ở dưới dòng kẻ thứ tư của bản nhạc, và nó sẽ rất dễ nhầm với cả cái nốt trắng này là trên dòng kẻ thứ ba của bản nhạc, nên là mình sẽ lưu ý cái này. Đây mình sẽ lấy một ví dụ để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về dấu lặng. Thì ở đây mình có nhịp 2-4 thì sẽ có hai phách trong một nốt nhịp, và mỗi phách tương đương với cả một nốt đen. Thì ví dụ mình ở đây mình chỉ có một nốt đen thôi thì sao? Thì mình sẽ điền một cái dấu lặng có giá trị trường độ. Và mỗi phách tương đương giá trị một nốt đen. Và ở đây mình có hai nốt đen rồi thì mình cần một dấu lặng ở đây, thì không biết đây là dấu lặng gì nhỉ? Đây bạn Vũ ấy. Bạn Vũ xem nào. Mình muốn chia thêm một trường hợp nữa đúng không? Là mình sẽ ví dụ mình sẽ điền hai dấu đen đúng không? Ừ, đúng rồi. Cũng làm thế cũng được, nhưng mà người ta làm thế để làm gì, bởi vì nhưng mà nó giá trị trường độ như nhau thì nó khác biệt gì không? Không đúng không? Không, nó dài như nhau. Bây giờ có hai nốt đen rồi, bây giờ đơn giản là chỉ cần viết thêm hai nốt đen đúng không? Không, nếu không muốn viết hai nốt đen thì viết được một nốt trắng đúng không? Thì một nốt trắng thì bằng cái gì? Đấy, cho vào đây là xong. Có rất nhiều trường hợp, nhưng mà để trường hợp mà thực dụng nhất để viết ra ca khúc, cứ phàng cái, tức là viết ít nhất có thể. Đấy, bởi vì cái này là để nó dừng mà, chứ đâu phải để tạo ra tuyến giai điệu, đúng không? Nên là không cần thiết. Còn nếu mà thích vẽ hoa mèo hoa sói thì em sử dụng cái này thì em ghi được tỷ nốt, đúng không? Mời bạn Hiếu điền. Bạn Hiếu chốt rồi nhỉ? Chốt chưa? Ai ra nhiều ý tưởng quá nhỉ? Sẽ có 6 phách trong một nhịp, và mỗi phách có giá trị bằng một nốt đơn. Ngoài cái cách này ra thì mình còn có thể mình thay hai nốt này thì mình chỉ cần điền một nốt đen ở đây thôi. Mình có thể điền nốt đen ở đây hoặc nốt đen ở đây cũng được, do cái sáng tác của mình thôi.